từng xe mới đầy đủ các địa hình, đường tăng tốc, đường vòng cua. Các loại đường gồ ghề. Đã đến giờ làm việc, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị đại biểu khách mời chúng ta cùng tiến vào hội trường ổn định chỗ ngồi để chung và hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào khu vực và quốc tế. Ngành công nghiệp ô tô nước ta đã được quy hoạch và phát triển theo định hướng của nhà nước. Đó là điều kiện thuận lợi để công ty Trường Hải qua 10 năm hoạt động đã trở thành nhà sản xuất lắp ráp ô tô hàng đầu tại Việt Nam và đang có những kế hoạch phát triển đầy tiềm năng trong thời gian tới.